Mỗi con người trong chúng ta đều có một quê hương để lớn lên và trở về, để gắn bó và yêu thương. Niềm tự hào của chúng tôi cũng xuất phát từ những giá trị truyền thống của đất nước mang tên Việt Nam Oai Hùng. Không chỉ chứa đựng sự đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, hàng ngàn những điểm đến thú vị với cảnh quan tươi đẹp, hay những con người cởi mở, thân thiện và hiếu khách. Ở đó, chúng tôi còn tự hào hơn nữa khi đất nước không ngừng thay da đổi thịt. Cùng với đó là sự phát triển mạnh mẽ với ngành công nghiệp bán lẻ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, đáng chú ý là chuỗi trung tâm thương mại Lottemark. Vào thị trường Việt Nam từ năm 2007, hiện Lottemark là một trong những hệ thống bán lẻ lớn nhất Việt Nam với 13 trung tâm thương mại nằm rải rác từ Bắc vào Nam và tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ. Lottemark mang hơi hướng của một trung tâm thương mại bán lẻ cao cấp với hàng ngàn chủng loại hàng hóa, được chọn lọc kỹ lưỡng từ những nhà cung cấp uy tín hàng đầu Việt Nam trong và ngoài nước. Ngoài những dòng sản phẩm cơ bản phục vụ nhu cầu hàng ngày của người tiêu dùng, Lottemark còn tạo thêm nhiều sự lựa chọn cho khách hàng về các sản phẩm đặc biệt mang tên Joy Ale và Joy Ale Say, đầy đủ các mặt hàng, chất lượng tốt và giá thành phù hợp với người tiêu dùng. Bên cạnh đó, mỗi sản phẩm Joy Ale được bán ra, Lottemark đã cam kết trích 1% trên giá trị lợi nhuận của năm 2017 vào quỹ tấm lòng, giúp đem lại nụ cười cho các trẻ em kém may mắn bị hở hàm ếch. Thông qua chương trình phẫu thuật nụ cười, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học trên cả nước, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người già và trẻ em tại các trung tâm bảo trợ trẻ em và viện dưỡng lão và các hoạt động cứu trợ đồng bào trên cả nước. Và điểm nổi bật thứ hai mà bất cứ người tiêu dùng nào cũng dễ dàng nhận biết khi mua sắm tại hệ thống trung tâm thương mại Lottemark là hệ thống dịch vụ bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, tạo không gian mua sắm thoải mái, thân thiện, vui vẻ và an toàn. Với sự góp mặt của hệ thống trung tâm thương mại Lottemark đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế chung của đất nước Việt Nam qua sự tăng trưởng không ngừng mỗi năm, kiến tạo công việc cho hàng ngàn lao động và những giá trị nhân văn cao quý. Tôi là Bích Liên, tôi là cư dân sống ở đây. Cả gia đình tôi thường xuyên mua đồ của siêu thị Lottemark, đặc biệt là Joy Ale. Giá cả thì lại phải chăng là rất thuận tiện cho đối với mức lương hiện tại như tôi là cán bộ công nhân viên chức. Là tôi thường xuyên gửi tất cả bạn bè và cư dân sống ở quanh tôi mua đồ của Joy Ale của Lottemark với họ. Em hay đi siêu thị để mua sắm. Tụi em hay mua đồ dùng gia đình và bánh kẹo là chính. Ở đây có nhãn hiệu Joy Ale. Joy Ale chỉ có Lottemark mới có. Bánh kẹo Joy Ale em thấy rất là ngon và em rất thích. Joy Ale Việt Nam. Joy Ale.